Chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình này góp nhận 0.15 token, có cái hiệu là JTO các bạn. Một token này đã có mặt trên sàn list sàn Uniswap các bạn. 0.15 token này có khoảng 100 đô, tính ra 0.0 mấy ETH các bạn. 0.22 ETH đó. Rồi để các bạn vào trang ấy sẽ Uniswap các bạn chat các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn cũng join kênh group nữa các bạn. Vì mình không có ấy các bạn, để mất thời gian của tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm vào multi các bạn, rồi các bạn bắt up lên rồi. Các bạn chờ chút xíu nha. Nhiệm vụ thứ hai thì các bạn follow trang trader của nó nè các bạn. Rồi các bạn đi like nha các bạn. Trước khi mình đã có hướng dẫn các bạn chương trình airdrop này rồi, mà chương trình airdrop này trên bot hết chứ các bạn ơi. Nay có một cái thông tin trên form các bạn, nên các bạn làm luôn nha các bạn. Rồi các bạn tiếp tục nè. Rồi nhiệm vụ thứ ba thì các bạn cũng subscribe kênh YouTube nữa nha các bạn. Rồi các bạn đăng ký xong các bạn cũng chạy lên form. Nhiệm vụ thứ tư thì các bạn tự quyết với 5 người bạn nha các bạn. Để quyết bot 5 người bạn nè. Rồi, các bạn cũng like và tự quyết nữa các bạn. Thì trên này góp này mà. Trước kia mình có hướng dẫn các bạn làm rồi mà trên bot đó chứ các bạn ơi. Một cộng. Không thấy nó chạy về gì chứ các bạn. Này à, cộng rồi lỡ mình lỡ làm luôn. Ba bốn nè. Năm năm nè, rồi các bạn test lại nha các bạn. Rồi chúng ta bắt nha bạn. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn điền username Telegram của các bạn. Các bạn điền vào username Telegram của các bạn nha bạn. Rồi nhiệm vụ thứ hai thì username theo quên nha các bạn. A cộng MMO một anh. Username YouTube link retweet tăng 5 người bạn. Rồi các bạn cũng mở trang trader của mình ra nha các bạn. Các bạn nhập vào một hồ sơ nữa các bạn. Rồi các bạn copy cái link test này các bạn. Bạn chia sẻ nè. Sẽ chấm đến theo word các bạn. Rồi các bạn trở lại nha các bạn. Các bạn bắt vào đây nha các bạn. Rồi các bạn mở tiếp tục là điền địa chỉ xe mới chút wallet, máy xe wallet nha các bạn. Đã quên làm con xe. Rồi các bạn tiếp tục điền địa chỉ ETH mình nè các bạn. Còn bắt ở đây nha các bạn. Rồi cái username theo là cái gaffer của mình các bạn cũng mở cái trang YouTube của mình ra nha các bạn. Mình các bạn copy cái username các bạn. Vào trên cái trang đầu người của mình nè. Vào kênh của bạn nè. Rồi các bạn nhấn vào chia sẻ các bạn, rồi bạn sao chép liên kết nha các bạn. Vì cái URL này mình đã chỉnh sửa rồi nên mình lấy URL kênh YouTube khác các bạn. Rồi mình copy Google này các bạn.
vì copy kia mình đã chuyển qua đây rồi, các bạn bắt vào nữa không? Rồi các bạn bỏ từ từ vô cách này nè các bạn. Rồi đây là cũng cái mã giới thiệu mình luôn các bạn, mình có để trong link Instagram của mình, các bạn join vào các bạn copy các bạn. Rồi bạn chi việc bấm nút gỡ rồi xong các bạn. Rồi như vậy mình đã hướng dẫn các bạn hoàn thành channel góp tiền form này các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nha.